Xin chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em cảm nhận về vầng trăng trong bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 5 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe bài cảm nhận về vầng trăng trong bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy. Hình ảnh vầng trăng sáng đã trở thành đề tài thường xuyên xuất hiện trên những trang thơ của các thi sĩ qua bao thời đại. Nếu như Tĩnh Dạ Tứ của Lý Bạch đã tả cảnh đêm trăng sáng tuyệt đẹp, gợi lên nỗi niềm nhớ quê hương, Vọng Nguyệt của Hồ Chí Minh thể hiện tâm hồn lạc quan, phong thái ung dung và lòng yêu thiên nhiên tha thiết của Bác, thì đến với bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy, chúng ta bắt gặp hình ảnh vầng trăng mang ý nghĩa triết lý sâu sắc. Những sáng tác thơ của Nguyễn Duy sâu lắng và thấm đẫm cái hồn của ca dao dân ca Việt Nam. Thơ ông không cố tìm ra cái mới mà lại khai thác đi sâu vào cái ý nghĩa tình muôn đời của người Việt. Ánh Trăng là một bài thơ như thế. Trăng đối với nhà thơ có ý nghĩa đặc biệt. Đó là vầng trăng tri kỷ, vầng trăng tình nghĩa và vầng trăng thức tỉnh. Nó như một hồi chuông cảnh tỉnh cho mỗi con người có lối sống quên đi quá khứ. Tác giả đã mở đầu bài thơ với hình ảnh trăng trong ký ức tuổi thơ của nhà thơ và trong chiến tranh. Hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể, hồi chiến tranh ở rừng, vầng trăng thành tri kỷ. Hình ảnh vầng trăng được trải rộng ra trong cái không gian êm đềm và trong sáng của tuổi thơ. Hai câu thơ với vỏn vẹn 10 chữ nhưng dường như đã diễn tả một cách khái quát về sự vận động cả cuộc sống con người. Mỗi con người sinh ra và lớn lên có nhiều thứ để gắn bó và liên kết. Cánh đồng, sông và bể là những nơi chôn giữ bao kỷ niệm của một thời ấu thơ mà khó có thể quên được. Cũng chính nơi đó ta bắt gặp hình ảnh vầng trăng với cách gieo vần lưng, đồng, sông và điệp từ với đã diễn tả tuổi thơ được đi nhiều, tiếp xúc nhiều và được hưởng hạnh phúc ngắm những cảnh đẹp của bãi bồi thiên nhiên của tác giả. Tuổi thơ như thế không phải ai cũng có được. Khi lớn lên, vầng trăng đã theo tác giả vào chiến trường để chờ giặc tới. Trăng luôn sát cánh bên người lính, cùng họ trải nghiệm sương gió, vượt qua những đau thương và khốc liệt của bom đạn kẻ thù. Người lính hành quân dưới ánh trăng rát vàng con đường, ngủ dưới ánh trăng và cũng dưới ánh trăng sáng đó, tâm sự của những người lính lại mở ra để vơi đi bớt nỗi cô đơn, nỗi nhớ nhà. Trăng đã thật sự trở thành tri kỷ của người lính trong những năm tháng máu lửa. Khổ thơ thứ hai như một lời nhắc nhở về những năm tháng đã qua của cuộc đời người lính gắn bó với thiên nhiên, đất nước hiền hậu, bình dị. Vầng trăng đẹp, người bạn tri kỷ đó ngỡ như sẽ không bao giờ quên được. Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ, ngỡ không bao giờ quên cái vầng trăng tình nghĩa. Vần lưng lại một lần nữa xuất hiện, trần trụi, hồn nhiên, thiên nhiên, làm cho âm điệu câu thơ thêm liền mạch. Dường như nguồn cảm xúc của tác giả vẫn đang tràn đầy. Chính cái hình ảnh so sánh ẩn dụ đã tô đậm lên cái chất trần trụi, cái chất hồn nhiên của người lính trong những năm tháng ở rừng. Cái vầng trăng mộc mạc và giản dị đó là tâm hồn của những người nhà quê, của đồng, của sông, của bể và của những người lính hồn nhiên chân chất ấy. Thế rồi cái tâm hồn vầng trăng ấy sẽ phải làm quen với một hoàn cảnh sống hoàn toàn mới mẻ. Từ hồi về thành phố, quen ánh điện cửa gương, vầng trăng đi qua ngõ như người dưng qua đường. Thời gian trôi qua cuốn theo mọi thứ như một cơn lốc, chỉ có tình cảm là còn ở lại trong tâm hồn mỗi con người như một ánh dương chói lòa. Thế nhưng con người không thể kháng cự lại sự thay đổi đó. Người lính năm xưa nay cũng làm quen dần với những thứ xa hoa hơn, ánh điện cửa gương. Và rồi trong chính sự xa hoa đó, người lính đã quên đi người bạn tri kỷ của mình, người bạn mà tưởng chừng chẳng thể quên được. Người tri kỷ ấy đã qua ngõ nhà mình, nhưng mình lại xem như không quen biết. Phép nhân hóa vầng trăng trong câu thơ thật sự có cái gì đó làm rung động lòng người đọc, bởi vì vầng trăng ấy chính là một con người. Cũng chính phép nhân hóa đó đã làm cho người đọc cảm thương cho một người bạn bị chính người bạn thân một thời của mình lãng quên. Sự ồn ào của phố phường, những công việc mưu sinh và những nhu cầu vật chất thường nhật đã lôi kéo con người ra khỏi những giá trị tinh thần ấy. Một phần vô tâm của con người đã lấn át lý trí của người lính, khiến họ trở thành kẻ quay lưng với quá khứ.
Con người khi được sống đầy đủ về mặt vật chất thì thường hay quên đi những giá trị tinh thần, quên đi cái nền tảng cơ bản của cuộc sống, đó chính là tình cảm con người. Nhưng rồi một tình huống bất ngờ xảy ra, buộc người lính phải đối mặt. Thình lình đèn điện tắt, phòng Winding tối om, vội bật tung cửa sổ, đột ngột vầng trăng tròn. Khi đèn điện tắt, cũng là khi không còn được sống trong cái cảnh xa hoa đầy đủ về vật chất, người lính bỗng phải đối diện với cái thực tại tối tăm. Trong cái thình lình đột ngột ấy, người lính vội bật tung cửa sổ và bất ngờ nhận ra một cái gì đó. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là người bạn tri kỷ năm xưa của mình đây hay sao? Con người ấy không hề biết được rằng cái người bạn tri kỷ tình nghĩa, người bạn đã bị anh ta lãng quên, luôn ở ngoài kia để chờ đợi anh ta. Người bạn ấy không bao giờ bỏ rơi con người, không bao giờ oán hận hay trách móc con người vì họ đã quên mình. Vầng trăng ấy vẫn rất vị tha và khoan dung. Nó cũng sẵn sàng đón nhận tấm lòng của một con người biết sám hối, biết vươn lên hoàn thiện mình. Cuộc đời mỗi con người, không ai có thể đoán biết trước được điều gì. Không ai mãi sống trong một cuộc sống yên bình mà không có khó khăn thử thách. Cũng như một dòng sông, đời người là một chuỗi dài với những quanh co uẩn khúc. Và chính trong những khúc quanh ấy, những biến cố ấy, con người mới thật sự hiểu được cái gì là quan trọng, cái gì sẽ gắn bó với họ trong suốt hành trình dài và rộng của cuộc đời. Dường như người lính trong bài thơ đã hiểu được điều đó. Ngửa mặt lên nhìn mặt, có cái gì rưng rưng, như là đồng là bể, như là sông là rừng. Khi người đối mặt với trăng, có cái gì đó khiến người lính áy náy dù cho không bị của trách một lời nào. Hai từ mặt trong cùng một dòng thơ, mặt trăng và mặt người đang cùng nhau trò chuyện. Người lính cảm thấy có cái gì rưng rưng. Người lính cảm thấy có cái gì rưng rưng tự trong tận đáy lòng và dường như nước mắt đang muốn trào ra vì xúc động trước lòng vị tha của người bạn tri kỷ của mình. Đối mặt với vầng trăng, bỗng người lính cảm thấy như đang xem một thước phim quay chậm về tuổi thơ của mình ngày nào, nơi có sông và có bể. Chính những thước phim quay chậm ấy làm người lính trào dâng những nỗi niềm và những giọt nước mắt tuôn ra tự nhiên, không chút gượng ép nào. Những giọt nước mắt ấy đã phần nào làm cho người lính trở nên thanh thản hơn, làm tâm hồn anh trong sáng lại. Một lần nữa, những hình tượng trong tuổi thơ và chiến tranh được lấy lại, làm sáng tỏ những điều mà con người cảm nhận được. Cái tâm hồn ấy, cái vẻ đẹp mộc mạc ấy không bao giờ bị mất đi. Nó luôn lặng lẽ sống trong tâm hồn mỗi con người, và nó sẽ lên tiếng khi con người bị tổn thương. Đoạn thơ hay ở chất thơ mộc mạc chân thành, ngôn ngữ bình dị mà thấm thía, những hình ảnh đi vào lòng người. Vầng trăng trong khổ thơ cuối đã thực sự thức tỉnh con người. Trăng cứ tròn vành vạnh, kể chi người vô tình, ánh trăng im phăng phắc, đủ cho ta giật mình. Khổ thơ cuối cùng mang tính hàm xúc độc đáo và đạt tới chiều sâu tư tưởng và triết lý. Trăng tròn vành vạnh là vẻ đẹp của trăng vẫn miên man, tròn đầy và không hề bị suy chuyển dù cho trải qua biết bao thăng trầm. Trăng chỉ im lặng phăng phắc, trăng không nói gì cả, trăng chỉ nhìn, nhưng cái nhìn đó đủ khiến cho con người giật mình. Ánh trăng như một tấm gương để cho con người soi mình qua đó, để con người nhận ra mình, để thức tỉnh lương tri. Con người có thể chối bỏ, có thể lãng quên bất cứ điều gì trong tâm hồn anh ta, nhưng dù gì đi nữa thì những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc cũng luôn vây bọc và chở che cho con người. Ánh trăng đã đi vào lòng người đọc bao thế hệ như một lời nhắc nhở đối với mỗi người. Nếu ai đó đã lỡ quên đi, đã lỡ đánh mất những giá trị tinh thần quý giá thì hãy thức tỉnh và tìm lại những giá trị đó. Còn ai chưa biết coi trọng những giá trị ấy thì hãy nâng niu những ký ức quý giá của mình ngay từ bây giờ, đừng để quá muộn. Bài thơ không chỉ hay về mặt nội dung mà còn có những nét đột phá trong nghệ thuật. Thể thơ năm chữ được vận dụng sáng tạo, các chữ đầu dòng thơ không viết hoa thể hiện những cảm xúc liền mạch của nhà thơ. Nhịp thơ biến ảo rất nhanh, giọng điệu tâm tình đã gây ra ấn tượng mạnh trong lòng bạn đọc. Hết bài cảm nhận. Hy vọng với video này, thầy có thể giúp các em nâng cao khả năng làm văn phân tích của mình. Các em có thể tham khảo thêm các bài văn phân tích khác dưới phần mô tả. Thầy có để link để các em xem và tải tài liệu miễn phí. Chúc các em học tốt và cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy bấm like, đăng ký và nhận thông báo
để cùng thầy nghe những bài văn đi cùng năm tháng.